tư tưởng trọng nam khinh nữ còn đang rất phổ biến trong xã hội của Trung Quốc. Và tình trạng này thì đã dẫn đến nhiều câu chuyện bi hài ở quốc gia này. Cụ thể, một cô gái 29 tuổi đã bị chính cha mẹ ruột kiện ra tòa vì từ chối mua nhà cho em trai. Ngày 12 tháng 9, văn phòng tư pháp thành phố Quảng Châu công bố dự án vụ án khiến dư luận tranh cãi. Theo đó thì bố mẹ đã kiện con gái để để mà đòi 500.000 nhân dân tệ tiền phụ dưỡng dù không hề nuôi dưỡng cô. Sự việc xảy ra khi cô gái họ Giang, người được dì nuôi nấng từ nhỏ, đã mua nhà cho con trai của dì để mà trả ơn thay vì mua cho chính em ruột của mình. Điều này khiến cho bố mẹ của Giang rất là bực tức. Tòa án cho biết theo quy định của pháp luật có liên quan thì chị gái không có nghĩa vụ cấp dưỡng cho em trai trừ trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt. Ví dụ như là bố mẹ đã mất và em trai thì chưa thành niên, chị gái mới phải nuôi dưỡng em. Và trong trường hợp này thì em trai của Giang đang ở độ tuổi trưởng thành. Như vậy là việc bố mẹ đẻ không được gây áp lực buộc cô phải mua nhà cho em trai đa số cư dân mạng ủng hộ giang và cũng cho rằng cô không cần phải mềm lòng với những người đã sinh ra không nuôi nấng mình hay là quan tâm tới con mình mà chỉ muốn đòi hỏi quyền lợi mà thôi